Hello anh, khỏe anh à. Anh sao anh Lại Minh, lâu quá. Anh thì cũng bình thường đó, bận rộn cuộc sống thì cũng tranh thủ làm ăn, kiếm được mối vốn mà chạy mình về quê hương mình chứ. Thì cái đó thì mỗi người mỗi cá nhân anh ơi, thì em cũng chúc anh thịnh vượng thành công. Ừ, cảm ơn ai ơi, anh cảm ơn rất là nhiều. Anh chị các bạn đây là một cái người bạn trẻ rất là dễ thương nha anh chị các bạn. Sống ở Mỹ cũng khá lâu đấy mà có tâm tình với quê hương đất nước rất là tuyệt vời. Đây là một người thanh niên mà tôi nói là rất là khâm phục. Rất là khâm phục. Lâu quá anh em mình hồi xưa nhớ cái thời chiến đấu cách đây cũng gần đây 20 năm rồi. Ừ. Chiến đấu ác liệt luôn mà. Không ác không liệt. Thì mới đây mà cũng lẹ hả anh Lợi Minh. Anh em mình cũng gần là 20 năm rồi mà vẫn kiên cường. Mà anh phải nói là anh rất thâm trong cái nhóm anh em mà đấu tranh trên ở ngoài thao thoát, anh thấy ai ở dịp cứng cựa nhất là một người phải nói là rất là cứng cựa, lập trường vững vàng, chính trị rõ ràng, đâu qua đó rất là tuyệt vời. Thì gặp lại trên Facebook này cũng vậy, anh thấy cái lập trường của ai ở dịp trước sau vẫn như một, rất là hay. Thì còn anh thấy lại thao thoát á, anh thấy có nhiều người họ bị sụp đổ, họ bị lung lay rất là nhiều, lập trường họ không có. Thì cái vấn đề đó thì em không có biết được những anh em như thế nào, nhưng mà đối với em thì lý tưởng là lúc nào cũng là cao cả đối đến dân tộc Việt Nam. Đúng rồi. Thì nói về cái sự mà bầu cử tổng thống Mỹ này nọ, thì đối với em mà em không có quan tâm nhiều, tại vì cái đó là trong cái bộ nội bộ của cầm quyền của Mỹ, thì họ muốn bầu ai hay là muốn đưa người nào lên đó là cái chuyện xu hướng cả thế giới, nhưng mà thế giới họ cũng biết anh ơi, chứ đâu phải là chỉ có riêng anh em mình biết đâu. Đúng rồi, nhưng mà mình chia sẻ để cho thì, người khác thấy được bộ mặt thật thôi. Thì đúng rồi, thì em chỉ không có thích là những người Việt Nam mà cùng cũng giống như là những người Việt kiều bào ở bên Mỹ này nè. Thì đa số là hậu kiều cùng về ông Trump. Thì đối với em á, thì họ ủng hộ đó, thì cái đó là quyền của họ thôi. Nhưng mà có vấn đề là nhiều khi họ đi lố quá, và đúng rồi, họ rất là độc tài. Lố và độc tài nữa đó. Mà trong khi á, thì họ nói là họ đấu tranh dân chủ cho những người Việt Nam trong nước này nọ, nhưng mà chính cái bản thân của họ đó là họ rất là độc tài. Họ rất là, phải nói là họ có thể là bôi nhọ một cái dân tộc Việt Nam của mình. Là em nói ví dụ nè, áo dài là phụ nữ Việt Nam, đại diện cho phụ nữ Việt Nam, cái truyền thống. Nhưng mà những người cùng ở bên này đó, tự nhiên họ mặc cái áo dài Việt Nam, xong rồi họ dán mấy cái lá cờ Mỹ, rồi ủng hộ ông Trump, rồi họ dễ bùa dễ ngãi trong một cái áo dài đó, thì nó mất đi cái thẩm mỹ của một cái truyền thống Việt Nam. Và chính họ là bôi bác đến cái sự cái truyền thống Việt Nam về cái phong tục, về cái bộ áo dài của phụ nữ Việt Nam đó. Nếu mà họ mặc quần tay hay là áo sơ mi hay này nọ thì em thì không có nói làm gì. Mà trong khi đó là áo dài, anh biết mà, áo dài là chỉ có là ngày Tết nè, hay là cái truyền thống hay là một cái lễ nào đó của dân tộc Việt Nam thì mới mặc áo dài. Còn trong khi họ mặc áo dài, họ ra mấy cái đường xóa mà nó không có một cái nơi nào đó mà có một cái thẩm mỹ gì đó mà họ mặc, mà họ ủng hộ rồi lôi kéo rồi ca ngợi, rồi họ chửi bên kia, rồi họ chửi những người mà ủng hộ ông Biden là dân chủ, rồi quỳ xuống rồi phản bội. Chính là họ đó là phản bội lại quê hương, mà họ không có nhìn nhận cái điều đó. Mà trong khi á, là họ chà đạp lại những cái người mà ủng hộ ông Joe Biden đó.
Thì nói chung á thì cái đó là em nói những người Việt kiều ở bên Mỹ nha. Ừ. Bây giờ thì anh biết một số những người trong nước họ rất là cùng ông Trump. Đó. Là em không hiểu là họ không biết được cái lịch sử ông Trump là như thế nào. À, ông ta là như thế nào, à, hay là cái bản chất ông ta như thế nào. Họ chỉ biết là tại vì ông Trump là mà đảng Cộng Hòa. Thì em nghĩ là lý do mà những người một cùng ở Việt Nam là đa số họ hướng ngoại, họ hướng về là kiểu giống là Mỹ, anh hiểu không? Đó. Cho nên thì họ đi theo một cái phong trào giống như cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa. Ừ. Giống như là anh biết hồi xưa là Việt Nam Cộng Hòa, thì bây giờ thì cái đảng Cộng Hòa là do là ông Tổng thống Trump, thì họ kiểu giống như là đi họ theo quán cái... Cái đó gọi là mù quáng. Thì cái đó là rất là mù quáng rồi anh, chứ còn gì nữa. Cho nên đối với em thì anh biết là em đi làm ở Mỹ này. Có những người Mỹ trắng nha, em chỉ là thường thường mà em hỏi về cái đời sống và cái hệ thống của Mỹ đó là em hỏi những người da trắng. Đúng chứ rồi. Em không bao giờ hỏi những người mà mẻ hay là da đen hay là người Tàu hay là người bất cứ gì. Tại Mỹ trắng đó, cái nguồn gốc của họ, họ biết được là ông nào như thế nào, bà nào như thế nào. Đúng rồi. Đó. Tại cái nguồn gốc của họ thì họ biết được nó rõ ràng hơn. Đó. Thì một số những người Mỹ trắng đó, họ nói là nếu mà nói về chính trị đó, họ không có tin ông nào hết á. Đời không có tin. Toàn là chính trị thì nó bịp bợm thôi. Thì đúng rồi. Đảo. Đúng rồi. Nó lừa đảo. Thì bây giờ bắt đầu nó lộ rõ ra bộ mặt thật. Thì theo em nghĩ là vậy nè anh Lợi Minh. Rồi. Cái lý do là họ chọn ông Joe Biden đó, là nó có cái vấn đề vậy nè. Là anh nhớ cách đây khoảng là 2-3 tháng mà vừa rồi mà cái ông mà George Mỹ Đen mà George Floyd mà bị cảnh sát mà nó đè mà sau này chết ở trong nhà thương đó, rồi những người da đen họ nổi loạn đó. Ừ. Xong rồi chính vì cái điểm đó đó thì Mỹ á, nó thấy cái chuyện này á, là không có ổn rồi. Cho nên á, khi mà ông Joe Biden á, ông chọn một người phó tổng thống á, thì tự nhiên á, ông chọn một người phụ nữ da đen. Ừ. Thì người phụ nữ da đen này á, đứng lên cái nghĩa là an ủi lại cho những người da đen ở Mỹ mà bây giờ họ vẫn còn là nổi loạn về cái sự mà công bằng da màu đó anh. Ừ. Cho nên á, thì họ đưa cái nhân vật này lên để dìu đi, dìu lại cái tiếng tăm của nước Mỹ. Cho nên bây giờ thì họ chơi về cái tâm lý là ông Biden thì hồi xưa đến giờ thì ổng cũng là phó tổng thống rồi. Ừ. Thì bây giờ đó họ đưa ổng lên thì đưa ổng lên á thì cộng thêm một người phụ nữ da đen là phó tổng thống da đen. Đây. Cho nên á, họ dìu đi á, cái nỗi nhục và cái nỗi mà gọi là giống như là chia rẽ về đoàn kết á. Đây. Thì họ dùng cái chiêu bài đó để họ nối lại cái đoàn kết giữa da màu và những người Mỹ. Ừ. Cho nên anh thấy là thường thường mà ông Joe Biden mà ông đắc cử đó là những người da đen đó hay là những cái hội mà Black Lives Matter đó, anh thấy là họ ra là họ ăn mừng. Thì đó. Đó. Cho nên đó, còn những cái người mà bìa sau mà bí mật á thì họ điều khiển bộ máy. Còn ông Joe Biden á thì cũng là một cái người da trắng, nhưng mà ông ta cũng là đại diện cho một cái nước Mỹ để bước tiếp theo những cái gì mà lịch sử đã xấu xa nước Mỹ cách đây mấy tháng vừa rồi, hay là cách cái thời ông Trump như thế nào. Ừ. Đó. Thì cái theo em á là cái đó là bịp bợp, anh thấy nó bịp. Cho nên thì theo em thì chính trị ở Mỹ thì nói thiệt với anh, nhiều khi bí mật về mà một cái quốc gia nào đó họ không bao giờ mà nói cho mình biết đâu. Đúng rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây thì những cái thành phần mà con cháu mà Việt Nam Cộng Hòa và mấy ông mà chống cộng ở bên này đó, ừ. Sự thật đó là họ chỉ tin về cái đảng Cộng Hòa thôi. Đây.
nữa, thì em thấy cái đó rất là, phải nói là rất là ngây thơ đó, mình gọi là trẻ em mà ngây thơ mà không có biết gì á. Trời, nó bịp á, ai ơi chị ơi, anh tụi nó lừa bịp, chính trị Mỹ giờ nó lộ rõ bản chất, nó lừa bịp, anh thấy ghê gớm, nó khủng khiếp. Thì nói chung á, thì cái sự mà kinh tế Mỹ dù ai lên á, họ cũng đi theo cái lối của họ lúc nào cũng vậy thôi, cái nghĩa là họ cũng thì đúng rồi, Nó là tại vì nó không bao giờ để cái đồng tiền đô của nó xuống giá, anh nhớ cái điều đó. Cho nên thì nó phải bắt buộc cái gì mà nước nào mà mạnh thì bắt đầu nó lấy cớ nó ghép tội, xong rồi nó đưa ra một cái phong trào. Giống bây giờ em nói ví dụ nè, hồi xưa đó mà khi mà đại chiến thứ hai xong rồi đó, thì nó đưa ra cái phong trào là gọi là cộng sản đó. Mà khi mà cái phong trào cộng sản xong rồi đó là bắt đầu á là nó đưa ra là khủng bố, nó đưa ra khủng bố. Bây giờ đó nó không có đưa ra khủng bố nữa, mà bây giờ nó đưa ra là bệnh dịch đã nghe đủ trò hết chưa. Thì cái nghĩa là mỗi thế kỷ hay là mỗi đợt á, nó có những cái chiêu trò. Giống như anh nhớ là giống như năm 2000 á, nó đưa ra cái vụ mà Antrax á, anh nhớ cái vụ đó không? Nhớ. Giống như là ví dụ giờ em nói ví dụ nè, anh biết cái thời 80 đó, nổi tiếng nhất là anh biết cái gì không? Không biết anh có còn nhớ không? Không nhớ. Không nhớ. Đồ không? Quá. Cái thời 80 đó, cái phong trào là nó run ngủ cả thế giới, là anh biết đó, là cái phong trào gì không? Là cái bệnh AIDS á, cái bệnh là SIDA đó. Đó. Cái bệnh SIDA đó, nó run ngủ cả thế giới, nó nói là Phi Châu là cái bệnh SIDA là nó phát giác từ Phi Châu, tại những người Phi Châu là tình dục với khỉ này nọ rồi vậy đó, cho nên nó đưa những người, nó đưa những người mà Mỹ dân, nó đưa ghép tội những người là Phi Châu nghèo đói này nọ rồi tình dục dơ bẩn rồi mới gây ra cái vụ SIDA. Đó. Nhưng mà anh biết á, cái ông mà tổng thống mà Ronald Reagan á, thập niên 80 đó, cái ông đó đó, sự thật á là ổng không có giúp những người y tế của Mỹ đó, mà có nghĩa là ổng không có ủng hộ y tế của Mỹ để tìm ra thuốc để chữa bệnh SIDA. Đó. Tại vì anh biết mà, thường thường bước tay trị thế giới đó, trước hết á nó phải làm sao mà tiêu diệt dân số. Anh nhớ điều đó, tiêu diệt dân số. Thì cái thời thập niên 80 đó, 80 là cái thập niên 80 là cái vụ SIDA đó, là cái phong trào đó là chết cũng hơi nhiều đó. Thì ai mà kiểu giống như dân nghèo hay là dân mà chơi bời á, là phải nói là ảnh hưởng gì cái đó, là nó cố tình nó làm ngơ là để nó cho chết, chứ nó không có nó không có là bỏ tiền ra mà để mà tìm cái nguyên liệu hay là thuốc này nọ. Tại Mỹ nó giàu mà, nó cho nên em có người bạn là Mỹ trắng nha, cũng học về cái nghĩa là học về bác sĩ, mà bác sĩ về đầu óc đó anh Minh Lợi Minh, là anh ta nói là ông Ronald Reagan này nó ngó dạy cho tướng này cũng ghê ác lắm, tại ông ta ông ta cũng là một người tài tử, và ông ta cũng là một người kinh tế gia về thống đốc chủ quan Cali đó. Nói chung thì chính trị Mỹ nó rất là phức tạp, nhiều khi mình nhìn bên ngoài thì tưởng đâu là như thật, nhưng bản chất của nó thì nó âm mưu và thủ đoạn rất là khủng khiếp. Thì bắt buộc rồi anh. Giờ em nói ví dụ nè, những cái tên mà chống cộng ở hay ngoại đó, lúc nào cũng nói là đòi Mỹ phải quýnh Trung Quốc này nọ, mà lúc nào tụi nó cũng nói vậy. Nhưng mà tụi nó không có hiểu được á, nếu mà Mỹ mà quýnh Trung Quốc á, mà dân Trung Quốc á, mà không có công ăn việc làm á,
thì những cái công ăn việc làm của Mỹ đó là những cái đồ mà xài mà mấy cái đám mà ngụy này hay là những cái thành phần chống cộng mà xài đó, nó lấy đâu ra mà xài, anh nghĩ đi. Mấy cái chai này không? Thì lấy đâu ra mà xài. Mà nếu đó, mà Mỹ nó quýnh Trung Quốc đó, mà Trung Quốc nghèo đó, thì những cái mặt hàng mà làm đó, thì không lẽ đưa về Mỹ làm, mà Mỹ làm không lẽ là trả. Nói thiệt á, em cũng mong mấy cái đám ngụy này á, đi vô mấy cái công ty mà làm cu ly mà bắt một ngày trả là 5 đồng hay là 6 đồng một giờ hay là 7 đồng một giờ cho nó làm, nó mới biết được cái mùi, nó biết được cái mùi lao động á, là đau khổ như thế nào. Nhưng mà tụi nó ngu, nó không có hiểu điều đó. Nó nó không có hiểu. Bởi vì những cái thành phần này lúc nào nó cũng lên nó chửi, rồi nó nói là ồ Trung Quốc này nọ. Nhưng mà nó không biết được á, những người dân Trung Quốc á, họ bỏ mồ hôi nước mắt ra đó, vì mạng, vì cuộc sống á, mà họ phải làm cu ly đó, mà để cho mình hưởng. Họ làm rẻ thì đem qua Mỹ thì mình mới hưởng, còn họ làm không rẻ thì mình lấy cái gì mình hưởng. Anh nghĩ đi. Đúng rồi. Nó bắt lọt nhân công rẻ. Bắt buộc. Nhưng mà giờ đem những cái thành phần mà chống cộng này ra đó, mà nó thiệt qua nó cho nó giờ 5 đồng 7 đồng nó có làm không? Em hỏi anh vậy, nó có làm không? Tụi nó thà tụi nó giả khùng giả điên đó, nó ăn tiền tròn trặc, ăn tiền welfare hay là ăn tiền thất nghiệp, chứ nó sức mấy mà nó bỏ công ra mà ngồi một ngày 8 tiếng hay là 9 tiếng đó, mà làm đó, chỉ cứ ngày 50 đồng nó lấy gì mà sống. Đúng rồi. Mà nếu mà làm đó, thì bán ra ai mua? Anh nghĩ đi. Cho nên thì anh cứ chia sẻ đi. Thì gặp lại ai ở dịp trên này rất là vui. Lâu rồi, lần đầu tiên phải nói là lần đầu tiên anh em mình có dịp live stream với nhau. Thì anh cũng chúc ai ở dịp sức khỏe dồi dào ở bên Cali, cố gắng tự bảo vệ mình để đặng mà vượt qua cái cơn đại dịch và cuộc sống luôn đầy đủ, để là bà Lương và cùng nhau chung tay góp cái tiếng nói mình vạch mặt cái đám chống cộng ở hải ngoại. Đó là điều rất là vui ai ơi, phải nói là mấy chục năm rồi gặp lại nhau thì rất là vui. Thôi thì anh cũng thì em cũng cho em nói khoảng 2-3 phút xong rồi anh. Thì em cũng cảm ơn cái lòng tốt của anh. Dù sao đôi nữa thì anh em mình cũng liên kết với nhau, cũng gắn bó với nhau. Thì cái sự mà bảo vệ về cái vụ bệnh dịch này thì mình chạy trời không khỏi nắng đâu anh ơi. Thì nó hên xui là do có thể là mình được may mắn là không thôi. Thì dĩ nhiên thì em cũng đi làm, thì họ cũng khắt khe, cũng là bữa mình phải đeo khẩu trang này nọ. Nhưng mà nói chung thì cái mạng của em có thể là tại vì trời phù hộ với có thể là em được cái phước là tại vì em lên em chống lại những cái thành phần xuyên tạc với tổ quốc của mình, thì có thể là ông bà hay là tổ quốc phù hộ cho em có ngày hôm nay, và cũng đứng bên cạnh anh và anh em chia sẻ rồi cũng chiến đấu. Sự thật thì mình cũng không cần chiến đấu đâu anh. Chẳng qua mình lên đây mình cũng chia sẻ cho những người dân có thể họ chưa nắm rõ về cái thông tin. Đúng rồi. Thì để cho họ hiểu biết thôi, chứ còn cái vấn đề mà xây dựng thì khả năng thì em nghĩ thì anh thì có thể là có cơ hội xây dựng hay là đóng góp gì đó cho tổ quốc, thì cái đó là nhiều hơn là em. Thì mọi em góp một phần thôi. Đúng, thì em thì tuy thì chỉ có tiếng nói thôi, nhưng mà em cũng hy vọng thì sống được ngày nào đó sống thì cũng cống hiến cái gì đó, dù một giây một phút gì đó, thì cũng là một cái niềm tin vậy đối với em thôi. Thì ai ơi. Ok, thì em cũng cảm ơn anh. Anh em mình cho em cơ hội lên chia sẻ tâm tư. Ok, vọng. Ok, thôi em chúc anh một ngày cuối tuần vui vẻ. Rồi, ok ai ơi. Anh cảm ơn ai ơi nha. Dạ, cảm ơn anh.